Ngày 27 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận đợt 2 năm 2023. Tham dự hội nghị tập huấn 90 đại biểu làm công tác mặt trận của các bản tiểu khu của hai huyện Sông Mã và Số Cộp đã được quán triệt nghiên cứu các chuyên đề tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng tại xã phường thị trấn, những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng dẫn giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 1 2021-2025 và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình dự án thuộc chương trình thông qua hội nghị tập huấn trang bị kiến thức và nghiệp vụ giúp đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở nắm vững nội dung và nghiệp vụ công tác mặt trận kỹ năng tuyên truyền kỹ năng giám sát và phản biện xã hội từ đó nâng cao vị trí vai trò nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc các cấp cũng như vận dụng sáng tạo trong thực hiện các cuộc vận động phong trào tại địa phương đơn vị